Sơn Ngọc xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị đã đến với video của Sơn Ngọc. Chúc quý ông bà, cô chú, anh chị mình thật là nhiều sức khỏe. Thì buổi sáng hôm nay Sơn Ngọc đến với cái hoàn cảnh của bé gái 14 tuổi mà đi nhặt phân bò đấy cả nhà. Bé ở cùng với lại bà Ngoại 102 tuổi với chị. Thì Sơn Ngọc cũng đã mua cho bé một chiếc xe đạp. Ngọc để đây rồi cả nhà. Ngọc thấy bà đang ngồi đây. Trời ơi. Con chào ba. Bà đang làm gì hả? Bà đang làm gì hả? Bà ăn sáng chưa? Chưa hả? Trời ơi. Bà đã 102 tuổi rồi cả nhà. Bà không có nói chuyện được đâu cả nhà ơi. Để Ngọc vào xem thử mấy chị em đang làm gì trong đó. Ôi, xin chào hai cô gái. Hai cô gái đang cho con ăn cháo hả? Dạ. Rồi. Sao ăn sáng trễ vậy? Chưa mới ăn một lần. Rồi ăn nữa chưa có ăn lại nữa không? Dạ không, chưa có cho ăn. Dạ chưa có cho ăn. Chiều mới cho ăn lại hả? Sao ông kia? Ông kia sao khó chịu gì á? Hả? Này là cháo gói hả em? Dạ cháo gói. À. Rồi bà đã ăn gì chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Đây cô bé 14 tuổi. Đây ra đây nhanh lên. Chị mắc cho em ăn rồi. Thấy gì đây không? Hả? Thấy gì? Xe đạp ạ. Rồi sao? Thấy xe đạp rồi sao? Vui hả? Dạ. Rồi vài bữa nó đi học lại rồi. Bữa anh chở em đi lên xin trường học lại rồi. Đúng không? Rồi hôm nay anh mua xe đạp lên cho em để mai em đi học luôn. Dạ. Mai mình bắt đầu mình vào một cái cuộc sống mới. Mình đi học lại. Mình cố gắng mình đi học nha em nha. Rồi bây giờ mình bóc siêu luôn đi em. Bóc siêu luôn. Ngọc có mua một cái ống bơm đó cả nhà, để riêng lại cho bé. Nhiều lúc cái bánh xe nó có xẹp thì bé bơm. Cứng quá hả? Sao cái xe này theo ý thích của em không? Ý thích luôn ha. Trời. Vài bữa nữa ráng học rồi nha, để những mấy con dê, mấy con bò để cho chị lo. Này em chỉ có việc đi học thôi. Tại sao bây giờ em đang cảm giác thấy sao em? Rất là vui luôn hả? Hồi đó mình có ước mơ là mình có đi học lại vậy được không? À, ước mơ luôn hả? Em đạp thử xem nào. Trời mưa rồi cả nhà, mưa rồi. Được không? Rồi mưa luôn rồi. Dẫn bà vào. Dẫn bà vào đi em, dẫn bà vào đi. Thế nào? Mưa rồi. Bà ơi, vào nhà ấy bà, vào nhà đi. Mưa rồi bà. Đi phải cầm theo cái gói mì tôm vậy hả? Quen rồi, đi đâu cũng cầm theo gói mì tôm hết á hả? Rồi. Ngọc nghe nói bà chỉ có mặt quái thôi cả nhà. Rồi. Bà đi một hồi vô cái này luôn nè. Rồi bà ngồi chỗ nào? Bà ngồi chỗ đây ha. Mưa tạt không bà? Bà ngồi ở đó mưa tạt không? Bà ngồi chỗ này mưa có tạt không nghe không? Mưa to nó tạt rồi. Rồi cuộc sống của bà mà khổ cực như này nè. Rồi, hai chị em thấy như thế nào? Thấy vui không? Hả chị? Chị vui cho em luôn á ha. Rồi, còn cô này có vui không mà bò la la vậy nè? Hả? Cưng ơi cả nhà. Rồi vài bữa nữa chị có lo cho bò, cho dê rồi để cho em đi học không? Có hứa nha. Hứa luôn. Rồi bây giờ em cái việc học em còn thiếu thốn gì nữa không em? Thiếu gì nữa? Vở sách, đồ, cặp đồ này kia đúng không? Cái đó thì mình đi mua được không? Đó thì mình đi mua được đúng không? Rồi còn cái việc học á là anh cũng đã chở em lên trên trường, anh xin phép thầy hiệu trưởng rồi. Và lúc có thầy là cũng đã có nói với em rồi đúng không? Thầy nói như thế nào em kể lại cho ông bà cô chú anh chị nghe nào. À, thầy nói sao? 2 ngày hay lúc nào em lên em học cũng được hết đúng không? Nhưng mà thầy có nói với anh là em lên, em hiện tại là thầy hiệu trưởng ở cả nhà có nói với lại Sơn Ngọc là bé là nghỉ, tại vì em nghỉ quá lâu rồi đó, cho nên là thầy nói với anh là cho em đi học bình thường đó. Nhưng mà em lên trên lớp á, em vẫn học với bạn bè, em học em lấy lại cái kiến thức của em lúc trước mà em đã bỏ học á, em lấy lại cái kiến thức đi. Rồi sang năm em vẫn học hết năm này, và sang năm em sẽ học lại lớp 7 bình thường nha. Hôm nay em đến anh thăm gia đình của hai chị em với lại bà, thì anh cũng đã hoàn thành cái sứ mệnh của anh với lại em. Mình có duyên với nhau, mình gặp nhau và mình chia sẻ lên, và các ông bà cô chú anh chị đã quan tâm và thương mến em. Thì ông bà cô chú anh chị đã hỗ trợ cho em về cái việc học sau này. Thì bây giờ là các ông bà cô chú anh chị còn một cái phần quà cuối cùng nữa muốn gửi đến em, thì em đoán thử xem cái phần quà nó như thế nào em. À, không biết hả? Chị đoán cho em đi, chị đoán cho em của mình đi, đoán như thế nào? Hôm nay ông bà cô chú anh chị muốn gửi cho mình cái phần quà như thế nào đây? Phần quà cuối cùng rất là lớn. Không biết hả? Mình đoán xem bữa nào, ai cũng có ước mơ mà. Mình ước mơ, bây giờ mình ước mơ cái gì? Bây giờ trong gia đình thì chị ước mơ cái gì cho em với lại trong gia đình? Chị ước mơ cho em đi học lại hả? Nhưng mà cái ước mơ này nó đã thành hiện thực rồi mà. Mai đây là em bắt đầu em đi học nha. Em chạy lên trường em đi học lại nha. Anh cũng đã dẫn em đến trường và làm hết cái thủ tục cho em rồi, đúng không? Thì em cũng đã biết rồi đó, anh dẫn em lên trường rồi đó. Đây, thì hôm nay là các cô chú, ông bà cô chú gửi cho em một cái số tiền rất là lớn đối với lại gia đình của em. Anh nghĩ nếu mà như mà gia đình của em chắc có thể làm ra cái số tiền như này thì chắc phải mình dành dụm chắc cỡ 5 đến 2 năm luôn á đó. Thì Sơn Ngọc xin phép là nêu ra những cái tên mà các ông bà cô chú anh chị đã quan tâm và ủng hộ cho bé để bé có thể đi học lại. Con xin phép là cô Lệ, cô Như Thanh và cô Thanh Nhàn, cô Vãn Liên và chú Vãn đã ủng hộ cho em với số tiền là 5.500.000 đồng, 5 triệu rưỡi á. Chị Phạm Thị Hồn, chị Phạm Thị Hồn mà lúc trước chị có đối chuyện với em á, em nhớ không? Nhớ ha. Thì chị có gửi cho em thêm với số tiền là 3 triệu Việt Nam á đó. Còn chú Tấn, gửi cho em với số tiền là 2.500.000 đồng để mình mua xe đạp với em đó. Còn chú ở nước ngoài Chú tên nước ngoài của chú là David. Nếu như mà dịch sang còn chú mà cái tên của chú ở Việt Nam á, là chú tên Phước. Đó, chú nói với anh là như vậy. Đó, thì chú gửi cho em với số tiền là 2.450.000. Thì anh tổng cái số tiền mà các cô chú đã gửi cho em nãy giờ mà các cô, các chú đã gửi cho em và anh nêu ra và cả nhà cũng đã nghe thấy, thì Sơn Ngọc cộng lại với số tiền là tổng cộng là 13.450.000. Mới nãy anh mua chiếc xe đạp cho em á, ở ngoài đó đó là 1.800.000, với lại cái ống bơm á là 60.000. Rồi thì Sơn Ngọc trừ ra là 13.450.000, Ngọc trừ ra thì còn lại trừ ra 1.800.000 với lại 60.000 cái ống bơm, là còn lại 11.590.000 là cái số tiền mà anh chuẩn bị thay mặt các ông bà cô chú anh chị đã ủng hộ cho gia đình mình. Đây với số tiền là 11.590.000. Em đếm đây, em đếm phải đúng không? Em cứ đếm đây, em biết số tiền cái tờ đó là bao nhiêu không? Bao nhiêu? 500. Rồi em đếm đây, em đếm cho ông bà cô chú anh chị mình xem. Rồi chị có nghĩ hôm nay mình nhận được số tiền lớn như thế này không? Dạ không. Không hả? Dạ. Chứ mình nếu như cái số tiền này mà mình làm từ chính đôi bàn tay của mình lên thì mình dành dụm được bao lâu chị hả? 1 năm. 1 năm hả? Mình làm 1 năm có thể mình dành dụm ra được số tiền như thế này hả? Tiền này em không biết, là sao? Tờ này là tờ 200 nè, tờ 100 nè, đúng không? Ủa chắc em đi học lớp 7 rồi mà kỳ vậy. Sao vậy em? 590.000, 11.590.000, đúng không? Chị đếm lại chị. Đếm lại cho em đi. Sao mà kỳ quá à. Mình phải rõ ràng nha cả nhà mình nha. Mình tiền bạc thì mình phải rõ ràng. Rồi đúng chưa? Phải là 11.590.000 đúng không? Rồi thì em có muốn gửi đôi lời nào đến với lại các ông bà cô chú đã gửi cho mình cái số tiền này và quan tâm đến với cái hoàn cảnh của gia đình mình không? Em cảm ơn những cô chú đã gửi số tiền này cho gia đình của chúng em. Xin cảm ơn. Em chúc gia đình người gửi số tiền này nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Em thấy sao? Mình phải cảm ơn các người mà đã quan tâm và đến gia đình của em. Em cảm ơn cô. Sao em đang run hả? Hả? Em cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm đến em đúng không? Dạ. Rồi cho em thực hiện cho em một cái ước mơ rất là lớn. Nhiều lúc em có suy nghĩ là cái ước mơ này của mình nó thành hiện thực không em? Hả? Không luôn hả? Mình có suy nghĩ đến cái ước mơ là sau này mình sẽ đi học lại. Nhưng mà vô tình anh với em có duyên với nhau, và các ông bà cô chú anh chị đã biết đến em và đã thực hiện cho em một cái ước mơ rất là lớn. Không phải ai cũng có thể được cái ước mơ như em như thế này đâu. Rồi thì em có một cái lời hứa nào chắc chắn rằng hứa với lại các thầy cô và các ông bà cô chú anh chị đã quan tâm đến em với cái hoàn cảnh của em. Em có một cái lời hứa nào để gửi đến cho các ông bà cô chú anh chị không? Em hứa với các cô ạ. Cô chú anh chị. Cô chú anh chị, em đi học thật giỏi. Rồi. Cô chú anh chị vui lòng. À, em đi học thật giỏi để cho các ông bà cô chú anh chị mình thật là vui. Rồi. Và đi học thật là giỏi để không phụ lòng mà cho các thầy cô nha. Rồi. Cho anh mượn lại cái mic nào. Rồi, đây. Thì mình đã sinh ra và mình đã không có cái sự lựa chọn, đúng không em? Mình đã đâu có cái sự lựa chọn đâu. Và mình sinh ra trong với một cái gia đình rất là khó khăn trong cuộc sống. Và cha mẹ thì bỏ mấy chị em. Rồi đâu có chăm lo cho em được như bao đứa trẻ khác đâu, đúng không? Cho nên bây giờ mình cũng đã lớn rồi, mình cũng đã có cái suy nghĩ nó chín chắn hơn rồi, thì mình phải nên cố gắng nha em nha. Rồi. Bây giờ thì hai chị em mình phải nương tựa với nhau mà sống ha. Bà lo cho bà thật là tốt nha hai chị em. Rồi. Và em cũng cảm ơn chị vì đã hy sinh để cho em sau này em có một cái tương lai nó tốt hơn. Rồi. Nhưng mà em có một cái điều ước nữa, thì chị dùng cái số tiền này để chị mua giúp em những cái bộ đồ cho bà và mua một cái nệm nha. Mua một cái nệm và cho bà một cái chỗ để bà nghỉ ngơi thật là tốt và ấm cúng, sạch sẽ. Dạ. Các ông bà cô chú anh chị cũng mong muốn giống em thôi nha. Và em cũng phải học thật là giỏi nha. Rồi. Thì Sơn Ngọc cũng xin thay mặt gia đình một lần nữa, Sơn Ngọc cũng cảm ơn các ông bà cô chú anh chị và các nhà hảo tâm đã biết đến gia đình và đã ủng hộ cho gia đình với một cái số tiền rất là lớn, và đã tạo điều kiện cho bé để có thể đi học lại, để lo cho cuộc sống sau này. Thì Sơn Ngọc cũng không biết nói gì hơn, thì Sơn Ngọc chúc cho các ông bà cô chú anh chị quan tâm đến gia đình hoàn cảnh của bé thật là nhiều sức khỏe, và cả gia đình của ông bà cô chú anh chị mình đã ủng hộ cho gia đình bé. Thì Sơn Ngọc cũng không biết nói gì hơn. Lúc trước anh có thấy bé, thấy bà là có một cái bảng gọi là cái bảng gì, tên gì anh quên rồi. Đúng rồi, bảng mừng thọ. Em lấy cho anh mượn đi. Lúc trước Ngọc thấy bà có một cái bảng mừng thọ 101 tuổi rồi cả nhà. Rồi. Mình phải lấy ra như vậy để cho cả nhà mình mới tin được là bà đã 102. Chắc chắn rằng là cả nhà mình sẽ không tin nổi đâu, đúng không? Tại vì bà đến 102 tuổi, rất là ít cái số người được như vậy, đúng không em? Dạ. Đây. Mừng thọ Bu Bu Thị Đách tròn 101 tuổi cả nhà. Đó. Cả nhà thấy không? Thì đến thời điểm hiện tại thì bà chắc 102 và 103 tuổi em ha. Rồi, anh cảm ơn rất là nhiều. Và anh đã hoàn thành cái sứ mệnh của anh và cái duyên đến với gia đình. Và các ông bà cô chú anh chị cũng quan tâm đến gia đình. Thì một lần nữa Sơn Ngọc cảm ơn cả nhà đã quan tâm đến gia đình của bé. Ngọc cũng không biết nói gì hơn, thì Ngọc cũng chúc cho đại gia đình của Sơn Ngọc thật là nhiều sức khỏe. Thì Sơn Ngọc cũng xin phép là khép lại video tại đây luôn. Cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian quý báu ra xem video của Sơn Ngọc, và đừng quên báo cho Sơn Ngọc một like, một đăng ký kênh nhé. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà những tập video tiếp theo. Cảm ơn cô chú đã thực hiện cho con đi học lễ và cho con một chiếc xe đạp. Con hứa sẽ học thật giỏi để cho các cô chú vui lòng. Bye.